Top 10 TikToker mê gái nhất Việt Nam. Top 1, anh Abu. Này thì anh Abu này. Abu rất là bận nha, không có thời gian chơi game với gái đâu. Anh Abu ơi, rảnh không? Chơi game với bọn em nè. Anh rảnh mà, lúc nào cũng rảnh hết, chơi thì chơi. Nghe đồn Abu ít chơi game với gái lắm. Ai ham hố gì chơi với gái đâu trời, vào đi. Annyeong. Đố mọi người biết shop game nào uy tín nhất cộng đồng Free Fire Việt Nam. Shop của anh Abu. Quá chuẩn luôn. Shop abuff.vn, nơi mua nick và kim cương giá rẻ. Chỉ trong 5 phát quay nhận ngay 10k kim cương. Ngoài ra các bạn đua top nạp thẻ trên shop sẽ được Abu kết bạn và tặng một phần quà cực kỳ đặc biệt nha. Link shop ở trong phần mô tả hoặc comment mình ghi ở dưới video. Chần chờ gì nữa, vào quay luôn nha. Đại ca, xe đến rồi ạ. Chờ đại ca. Chờ đại ca. Cậu cả ở trong mà giá phải hả? Cậu cả là đại mà thiếu nha nè. Cậu cả gia đình mà khá giả. Cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. Top 5 chỗ anh Abu thích ngủ nhất. Top 1. Ngủ với gái. Anh thấy chỗ này sai sai đoạn nào ấy nè. Sai đâu mà sai, anh thấy đúng mà. Em thấy sai sai ấy, thử lại nữa nè. Top 5 chỗ anh Abu thích ngủ nhất. Top 1. Ngủ gầm cầu. Bây giờ em thấy đúng nè. Đúng gì mà đúng, em nghĩ anh sợ em hả Nhi? Tối nay hai anh em ra gầm cầu ngủ. Này thì ra gầm cầu ngủ với chúng tôi này. Ui trời, hôm nay anh cho em ngầu thế. Anh mà, lúc nào chả ngầu, nhà là phải có nóc. Đáng ra em không nên tin anh. Thôi anh biết rồi, nói nhỏ nhỏ thôi không muốn nó cắn cho bây giờ. Halo, nama aku Abu. Aku dari Vietnam. Umurku 24 tahun. Aku sedang belajar di Korea. Aku akan senang jika video ini tersedia di Indonesia. Xin chào Việt Nam. Tên tôi là Renal. Tôi 18 tuổi. Tôi đến từ Indonesia. Xin chào đất nước Việt Nam xinh đẹp. Anh là Abu. Anh Abu đã quay trở lại rồi. Ủa mà khoan đã, anh có ọp đâu mà trở lại. Tụi em đang ngủ trên mà anh. Anh Abu im đi, không tí nữa anh em mình lại toang đấy. Anh lại muốn ra gầm cầu ngủ nữa à? Trời ơi là trời, mọi người đú trên tiếp đi. Lại phát cho nhiều tim này. Ê tụi bay biết tin gì chưa? Anh là Abu. Anh Abu đã quay trở lại rồi. Abu phải kể. Abu phải cái gì nữa? Trời, Abu phải kể kìa. Bóp thế chắc là phải rồi. Abu phải. Abu phải kể. À thế à? Đại ca. Abu, nghe nói mày không có quân đoàn phải không? Ừ, đúng rồi. Bắn gà như mày thì có quân đoàn nào nhận? À mà mày biết quân đoàn Apple Gold không? À thì... Tao nghĩ nó biết đó mày. Quân đoàn nổi tiếng thế ai mà không biết. À thì cũng có nghe qua. Đại ca tao làm kỳ cựu nên hai bọn tao sẽ xin vào quân đoàn nó ở luôn. Mày muốn vào khen hai đứa tao một tiếng, tao xin cho. Ừ, hai đứa mày bắn hay đấy. Biết điều đấy, để tao mời đại ca tao vào. Chào đại ca. Abu, mày muốn vào quân đoàn mà mày thấy đại ca ta mày không biết chào hả mày? Hai thằng ngu kia. Ồn ào quá. Dạ, em chào anh Abu. Lúc này bọn em không biết nên có hơi... Không biết thì phải thế nào? Em xin lỗi. Biết điều đấy. Tới đâu thì tao chiều mày tới đó, ra đường ngõ trước ngõ sau coi chừng đầu mày bắn bó. Mình là Sima, ra đạn là vào đầu. Mình là NTN. Phá trang vì đam mê. Mình là Đức Mõm, tán cờ rớt mãi chưa đủ. Thôi cố lên em, quan thở là quan gỡ.
mình là Abu, mục tiêu duy nhất của mình là các bạn. Yêu là phải thương. Hello các chân chơi, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Hôm nay có bộ đồ mới ra kìa, nhìn quá là mờ lem luôn. Ok, hôm nay Abu sẽ quay thử để xem tốn bao nhiêu kim cương để lấy được bộ này nha. Quay quay lắc lắc kìa, ngon. Kim cương thì Abu rút ở trên shop nha. Ai mà muốn có kim cương nhiều giống Abu thì ấn vào cái tiểu sử của Abu này, rồi có cái đường link dẫn đến shop, quay rất là dễ trúng nha. Tỷ lệ mấy hôm nay tăng rất là cao nha mọi người. Trời ơi, trúng rồi, bộ đồ quá là đẹp luôn, siêu xịn sò luôn. Mental aman. Ok mọi người chờ mình tí nha. Hello tình yêu, anh tặng cho em con CR7 nha. Em cảm ơn, chúc anh nhiều tim nha. Ok bye bye em. You can stand under my umbrella. Ơi, mình gặp nhau nha. Đại ca. Đại ca, đứa này xử thế nào ạ? Hôm nay tha cho nó đi. Đại ca. Đại ca đi gặp chị dâu phải không ạ? Ừ. Để em chờ đại ca đi. Gặp nhau nha. Anh ơi, mình gặp nhau nha. Anh có phải bạn trai của chị Diệp Nhi không ạ? Chị ấy bị tai nạn đang nguy kịch ở trong bệnh viện, anh đến ngay đi. Lấy cho tôi chiếc xe chạy nhanh nhất. Vâng, đây là con xe nhanh nhất ở bên cửa hàng của chúng em ạ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Em yêu anh. Đại ca. Chuyện gì? Đại ca, em đã tìm được kẻ ám sát chị dâu rồi. Là kẻ nào? Dạ đây, đại ca xem đi ạ. Đại ca, chuyện gì? Em đã xử lý xong người yêu của Abu rồi. Làm tốt lắm. Một kẻ cũng không tha. Dạ vâng thưa đại ca. Đại ca có lệnh, tất cả những kẻ liên quan đến vụ ám sát, một kẻ cũng không tha. Dạ vâng thưa đại ca. Abu, mày cũng dám đến đây à? Can đảm lắm. Mày dám đụng vào người của tao, hơn nữa là người tao thương, lần này có trời cũng không cứu được mày. Ở trên địa bàn của tao, mày dám làm gì? Đại ca.
mày đoán xem tao có dám không? Mày thức chưa tới đâu thì tao chiều mày tới đó, ra đường ngõ trước ngõ sau coi chừng đầu mày bắt mày. Ba thằng kia đứng lại, sát hại chị dâu xong rồi bỏ chạy hả mày? Một kẻ cũng không tha, đứng lại. Đại ca, bọn em chặn được nó rồi. Ba đứa mày đụng vào người tao thương, bắn. Trả thù xong rồi, tất cả quay lại đón chị dâu. Đại ca, chị dâu đã... Đây là lệnh. Dạ vâng. Em đợi anh lâu chưa? Chào chị dâu. Ok, tốt lắm. Mấy đứa lấy xe vào đây cho anh chở Nhi về nào. Dạ vâng. Tất cả chạy ra xe, sao đứng yên hết thế? Đại ca định như vậy đến bao giờ? Chị dâu mất thật rồi. Em nhớ anh. Em yêu anh, em cũng yêu anh. Ôi là trời, anh cũng thế, yêu em lắm luôn ấy. Ôi vãi, người yêu anh nhắn tin, ba đứa chơi trước đi nha, anh ra có việc tí. Tí nữa người yêu anh xin vào hai đứa cứ khỉa anh rồi chơi anh nghèo nha. Dạ, ok anh. Anh... Abu, sao mày gà thế? Nhìn như con bót luôn. Tụi nó khỉa anh kìa. Ôi trời ơi, thương. Chào mừng anh Abu đã quay trở lại. Hi. Mental aman. Hello mọi người, lại là mình Abu đây. Nam đang làm gì? Đang đăng video YouTube. Bấy to. Người đang quay TikTok ạ. Đang quay với. Và đừng què và YouTube mà xem. Các dân chơi đứng yên nào, bay đầu hết bây giờ. Tất cả xếp hàng nhanh nào, nhanh mới nhiều team nào, nhanh. Hôm nay Abu sẽ chơi trò chơi con mực nha. Đã ai xem phim chưa? Lòi đâu ra thanh niên lạc loài này đây, bắn nó anh em. Ok, đếm này. Chuẩn bị nha, tất cả chuẩn bị sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. À, thanh niên đầu tiên lên bảng đếm số. Em là số 1, em 10 điểm, em là siêu nhân, anh định bắn em á. Này thì siêu nhân này. A few moments later. À, ai lại chơi tiến đến gần như thế trời, help me. Mọi người xem full trên YouTube nha. Abu đẳng cấp. Đẳng cấp quân què, xếp hàng nhanh không bắn bay đầu hết bây giờ. Vẫn như cũ nha, top 1 sẽ nhận được Alok hoặc là CR7 hoặc là thay đổi tên nha. Mà hôm nay Abu chọn ra hai người ra đấm nhau solo nha. Ai là người sống sót cuối cùng sẽ giành chiến thắng nha. Vô này. Ok, hãy dùng hết tất cả sức lực của mình đấm nào, đấm mạnh lên nào. Cố lên, xem ai sẽ là người sống sót cuối cùng đây. Cuối cùng đây, ok, cô gái này. Trời, game là dễ đai, xem tập 1 chưa? Đến lúc quay trở lại rồi. I'm back.
ra sự cô đơn. Anh hoàn hảo thật nhưng vẫn còn một thiếu sót. Thiếu gì ta? Thiếu em. Em thả thính giỏi thật nhưng vẫn còn một sai sót. Sai gì? Sai người. Sau một tuần chờ thì dàn PC của mình đã về rồi nha. Đây. Đầu tiên là cái ghế nha, màu tím nha. Ok, tiếp theo thì đến cái gì nhỉ? Để xem nào. Ok, màn hình cong nha mọi người. À, cái Lambo mình để trong góc này, Lamborghini đấy, nét luôn. Tiếp theo thì là xem nào. À, cái tai nghe thì cũng phát sáng thôi, để ở ghế đi. Xem nào. Có cái mic đấy, mọi người thấy cái mic không? À, cái vòng sáng này thì để quay TikTok này mọi người, mấy idol TikTok hay dùng để quay TikTok này. Ok, bên này thì cái hộp máy tính thôi. Đấy, phía trong cũng khá là đẹp. Ở Hàn Quốc mọi người mà mua full bộ PC giống mình thì sẽ có người Hàn đến lắp cho mọi người nha. À, cái bàn phím nữa. Đấy, con chuột của mình thì đây. À, cái này để sạc pin nha, cái này có sạc pin ở con chuột luôn nha mọi người. Cũng khá là xịn sò. Cái camera của mình thì mình có cái đóng lại. Ok, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha, bye bye. Alo. Linh nhạc này chỉ dùng để show ảnh em gái. Em mới đi sinh nhật Nam về, vui lắm luôn á. Em cắt bánh kem cùng Nam ấy hả? Đúng rồi. À, tại Nam gọi gấp quá nên em chưa kịp báo cho anh biết. Em cũng không muốn nhưng mà Nam cứ ép em vào để chụp ảnh cùng á. Em quen Nam trên Leadmark đúng không? Đúng rồi, mà anh xem lại ảnh đi, cũng đẹp lắm. Ừ. Ủa, mà sao hôm nay anh không đi sinh nhật của Nam? Vì hôm nay sinh nhật của anh. Anh thương em. Chúc em hạnh phúc. Anh nói thương em mà anh nhường em cho người khác hả? Hold up. Chăm ba con boss bắn bắn quân què. Xin nhẹ cái tuổi. Không, đó là người khác nói em dở hơn anh ơi. Trời ơi, chị ơi, đang ngầu mà. Sai hết kịch bản của em rồi. Chết, chị nhầm Abu ơi. Lại nha. Annyeong. Đố mọi người biết shop game nào uy tín nhất cộng đồng Free Fire Việt Nam? Shop của anh Abu. Quá chuẩn luôn. Shop abuff.vn, nơi mua nick và kim cương giá rẻ. Chỉ trong 5 phát quay nhận ngay 10k kim cương. Ngoài ra các bạn đua top nạp thẻ trên shop sẽ được Abu kết bạn và tặng một phần quà cực kỳ đặc biệt nha. Link shop ở trong phần mô tả hoặc comment mình ghi ở dưới video. Chần chờ gì nữa vào quay luôn nha. Có 10 thằng top 1 là đây chứ đâu. Ôi trời ơi, 4 thằng luôn. Abu, dạo này tao thấy mày không đăng video ngầu nữa hả? Tụi mày muốn gì? Muốn gì hả? Đàn em mày dạo này đâu rồi? Sao không đến cứu đại ca thế? Anh em, xử nó. Mấy đứa đại ca đi đâu, bọn em tìm cả tháng nay không thấy. Dạo này anh bận tặng đồ cho fan quên mất. Adu.
anh bị bọn tổ chức áo đen đuổi sắp mặt đây. Kệ, không quan tâm. A đù, mấy đứa này? Nhiều. Đại ca, bọn em đùa thôi. Abu, mày giúp tao một chuyện được không? Có chuyện gì mày nói đi. Ngày mai tao phẫu thuật rồi, tao không muốn để người yêu tao biết. Mày định giấu cô ấy đến bao giờ nữa? Chỉ cần ta có niềm tin nơi nhau. Nếu ngày mai tao không tỉnh lại. Mày nói gì vậy? Tao không muốn nghe cái chữ nếu của mày đâu. Mày nghe tao nói hết đã. Thì tao chỉ nói nếu thôi. Nếu tao không tỉnh sau ca phẫu thuật này thì mày cứ nói với người yêu tao, cái Nhung ấy, là tao đi một nơi rất xa rồi và đừng tìm tao nữa. Đến tận bây giờ mày nghĩ mày làm như thế là tốt cho cô ấy hả? Mày có thấy mày ích kỷ quá không? Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật này rất thấp. Cô ấy xin vào nè. Im nha, im nha. Hai anh đang game hả? Em chơi với. Giờ anh ọp đi ăn tối tí, hai người chơi đi nha. Thôi em chơi đi nha, anh cũng có việc ọp một xíu đây. Anh đã, anh em muốn giúp em việc này với. Việc gì em? Em biết là mai anh Long phẫu thuật rồi. Bữa giờ em biết nhưng mà em không có nói. Em là người đã hiến tim cho anh ấy. Anh ấy không trụ được lâu nữa nếu không tìm được người hiến tặng. Bây giờ em nói với việc này chỉ muốn anh giúp em chuyển lời đến anh ấy thôi. Em muốn anh chuyển lời gì em cứ nói đi. Sau khi anh Long tỉnh lại, anh đừng cho anh ấy biết là em là người hiến tặng. Anh cứ bảo là em đã lấy chồng và theo chồng đi nước ngoài rồi. Đừng hy vọng thêm gì nữa. Chào bác sĩ, không biết tình hình sức khỏe của bạn em thế nào rồi ạ? Ca phẫu thuật rất thành công. Bây giờ anh có thể làm thủ tục xuất viện luôn cho bạn anh rồi. Dạ vâng ạ. À, tao có chuyện muốn hỏi. Có gì mày hỏi đi. Người yêu tao dạo này sao rồi? Sao cô ấy không đến đón tao? Sau khi anh Long tỉnh lại, anh đừng cho anh ấy biết là em là người hiến tặng. Anh cứ bảo là em đã lấy chồng và theo chồng đi nước ngoài rồi. Đừng hy vọng thêm gì nữa. À, cô ấy lấy chồng rồi, rồi theo chồng đi nước ngoài rồi. Mày đừng hy vọng thêm gì nữa. Không ngờ cô ấy lại là người như thế. Bỏ đi đúng lúc ta nguy hiểm nhất. Lòng dạ đàn bà thật đáng sợ. Thôi mày về nhà nghỉ ngơi đi. Đại ca, hai đứa chờ bạn anh về nghỉ ngơi đi. Dạ vâng. Nay gọi tao ra đây có chuyện gì vậy? À, tao gọi mày ra đây muốn giới thiệu với mày tí. Giới thiệu gì? Đây là người yêu mới của tao. Mày mới xuất viện có một hôm mà. Thì trong lúc nhập viện có mỗi cái Linh là người quan tâm tao. Đâu như ai kia bỏ đi lấy chồng. Đại ca, xe đến rồi ạ. Ừ, ra xe trước đi. Quả nhiên gương mặt nữ nhân không nên nhìn gần. Gần quá sẽ không đẹp. Tâm tư nam nhân cũng không cần biết kỹ. Kỹ quá sẽ đau lòng. Đại ca, dù sao chị Nhung cũng mất rồi, anh đừng đau lòng quá. Em đi điều tra cái Linh người yêu mới của Long cho anh đi. Dạ vâng. Đại ca, anh Long muốn gặp anh. Điều gì đến cũng đã đến, đi thôi. Dạ vâng. Abu, tại sao mày làm thế với tao? Sao mày dám tán tỉnh người yêu tao? Thế bây giờ mày tin tao hay là tin người yêu mới của mày? Thế không lẽ Linh nói dối tao hả? Linh nó tốt với tao thật lòng chứ không phải giống con bồ cũ bỏ đi lấy chồng kia. Để tao cho mày xem cái này. Em lỡ có tình cảm với anh rồi. Em là người yêu của bạn anh, em nói như thế không sợ Long nó biết hả? Em không nói, anh không nói thì ai biết được. Em với Long sẽ sớm chia tay thôi. Không ngờ cô là người như thế. Uổng công cho Long tin tưởng cô. Anh sẽ hối hận vì ngày hôm nay. Ít ra Linh còn tốt hơn Nhung.
tốt nhất là mày đừng có nhắc đến Nhung. Mày không xứng. Nếu mày đã nói vậy thì từ nay đừng tìm tao nữa. Chúng ta từ giờ không còn là bạn bè nữa. Sao anh không nói cho anh Long biết chị Nhung đã mất rồi? Bây giờ nói kết quả cũng không thay đổi được gì đâu. Anh Long bị thằng người yêu mới của Cải Linh bắt đi rồi. Giờ mình có đi cứu không ạ? Triệu tập anh em. Dạ vâng. All these girls they like my... Tao xin lỗi, lần này tao sai thật rồi. Người mày sai không phải là tao, mà là mày sai với Nhung. Cô ấy bỏ tao đi lấy chồng mà tao sai hả? Đến hôm nay tao sẽ nói cho mày một việc. Việc gì? Có những thứ tai nghe mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Anh xin lỗi, là anh sai rồi. Anh trách nhầm em rồi. Em về với anh một lần đi mà. Là kiếp này chúng ta có duyên, không có phận. Nếu có kiếp sau, chỉ mong em được gặp anh thêm một lần nữa. Lời bù chi chàng cũ sư. Em nói em thích anh, và người đòi chia tay cũng là em. Chỉ chưa đỡ phó hoàn, trong chuyện của ni hoa trong hoàng, hay sang chính.